nè, hôm nay chúc các bạn một buổi chiều vui vẻ. Hôm nay có mình có một trò nơ mới các bạn. Và cái trò mà anh Slenderman chơi các bạn. Đó là trò cái trò này nè. Trò play together nha các bạn. Đây. Hả? Hả? Đây. Mình cho mình đếm lần nhiệm vụ cái xong mình nãy mình lụm. Giờ mình sẽ mời cách để kiếm tiền bằng câu cá, không bị lầm được cái đó các bạn ơi, vì mình chưa cần câu. Anh giữ tiếng học ở trường nha các bạn, học đại đi không? Chưa gặp được anh Slend nữa các bạn. Chạy nhảy quá, ê, chừng bị ông cảnh sát nó quất đó các bạn. À, thầy hiệu trưởng, thầy hiệu phó rồi các bạn. Vô đi vô và nhảy một cái yêu vô rồi tham gia 3 tiết học lận các bạn à. Em không biết cái học cái gì không rõ lắm nha các bạn. Ừ, có phòng tin học luôn các bạn ơi. À thì ra là vậy, không có gì là khó cả. Được được, vui, không có khó, học sinh nha các bạn. Rồi, tiết 2 toán nhưng mà vô đâu đây? Tiết toán là bên này hả? Mình không rõ lắm nha các bạn. Phòng lab nè, rồi phòng A, phòng học toán đây đây đây. Rồi học toán nha các bạn. Chỗ gọi của mình đâu? Tiết liền. Ok. Cái gì đây? Tới giờ ăn trưa rồi các bạn ơi. Mình ra đi ăn trưa nha các bạn. Căng tin nè. Đây. Đây để coi, để mình có cái gì không ta. Đây. À. Ngoài mình vô nha các bạn. Giờ mình không biết ăn cái gì đây. Ăn chưa rồi, nhưng mà không có gì ăn ha. Có gì sao ăn ta? Ui, mắc lắm các bạn à, thôi mua đại. À, có cái sandwich rẻ nè. Là có cái sandwich nha các bạn. Ừm, cái sandwich đi. Đây. Chưa ra. À, mình đi theo các bạn rồi nha các bạn. Mình ăn một chút. Rồi xong. Ăn xong ăn hết cái bánh rồi đó các bạn. Rồi. Ôi học sinh nè các bạn. Ừ, các bạn học sinh ở đằng kia nữa, nhưng mà giờ ăn cái gì đây? Con có ai nhắn tin không? Máy ảnh đây, đây nha các bạn, đây là mình, đây là mình chụp với cái quả trứng của mình, bấm bình lưu rồi. Rồi đây giờ mình sẽ vô cái gì đây, hộp thư nhận tất cả. Ôi được rồi, đồ xịn thôi, rồi về rồi, thôi không học nữa đâu, không học nữa, học nữa nha các bạn. Giờ là mình đi mua cần câu, mình đi câu cá nha các bạn. Đây, ra trường không học nữa. Chú học đi vô. Yeah, không học nữa, quá vui. Đây mình được 1000 rồi các bạn ơi. Giờ mình để mình gán kiếm thêm 2000 mấy rồi mình mua cái cần câu phao con vịt nha các bạn. Đây nè, giờ mình ra đây nè. Đây, trước tiên bấm đây, rồi bấm vô kiếm tìm đường đó, giờ mình ra quán mua cá, mua cái cần câu nha các bạn. Cần câu ơi, cần câu à, yeah, rồi cái cần câu xịn đi câu cá nha các bạn. Ý, ý dạ, đụng vô tường. Chạy lăn lộn thiệt các bạn. Ê, có vừa có chiếc xe. Ê, mình đợi. Ê, chiếc xe xịn đi các bạn ơi. Không biết nó có đón mình không nữa. Thôi nó chở người rồi. Vô một cần câu nè.
mua cần câu cá nha. Cần câu đơn giản. Đây cần câu gì đây? Cần câu cá mèo. Hay là mình đi làm nhiệm vụ chút xíu nha các bạn, lấy tiền. Đây. Đây mình đi làm nhiệm vụ nha các bạn. Bán bánh pizza nha các bạn. Rồi. Không cảm nha, giống mình thêm màu xíu, đợi mình xíu nha các bạn. Cửa lại xếp cho các bạn đã lấy. Rồi, bây giờ mình sẽ đi ra visa nha các bạn. Ok. Ý chạy lẻ lên, bắt. Tái chế, ông này tên là tái chế. Nhảy, đi, nhảy, bạch, lẻ lên. Ê, ông cảnh sát, chỉ chào mình phải vào trong cảnh sát rồi, mấy ông có quýnh mình không? Mong lỏng được có quýnh. Ờ, may quá. Không có quýnh mình làm nhiệm vụ nào không có quýnh chứ mình không làm nhiệm vụ lần nãy ổn định quýnh mình rồi đó. Ủa chứ mà có căn nhà ma các bạn ơi, đây đây quýnh căn nhà ma các bạn à, có con nhà ma nè, đúng luôn rồi, căn nhà ma của ai ta. Ê có người trong đó, mình thấy nhận thưởng nha. Đây, mình xem phần thưởng thành tích nè. Căn nhà ma này có người trong đó luôn các bạn ơi. Để mình vô thử rồi. Thì đây. Virus hay ma là sao ta? Rồi virus hay... Ê lên xe buýt nha các bạn. Ê đợi. Dừng lại. Stop. Trời ơi ông cảnh sát này, ông cái ông chạy lái xe này, ông không có đợi mình. Bực quá mình leo vô bằng cửa luôn. Ê. Ê ông không đợi mình nào. Thôi chút mình bắt xe sao thì mình đi vô đây. Đây là mình làm nhiệm vụ một lần nữa nha các bạn. Rồi nó không cho mình giao hàng nữa rồi, làm nhiệm vụ khác. Để coi lắm nữa mình làm gì lắm đây. Mình làm cái gì đây ta? Khi nào nó mới bận lại đây. Đây là cái chút rồi. Giờ hết làm cái gì rồi, giờ mình đang cần mua cần câu này nè các bạn. Đây mua cần câu cá nào đâu, mình mua cái cần câu đơn giản. Nãy biết mình bấm rồi nhưng ba đi. Hồ đấy, cái hồ nào ta, cái hồ như đằng kia. Giờ làm sao đây, nãy mình biết bấm nhân ba là đủ quý, có mình mua con cá kìa các bạn ơi. Bây giờ làm sao để có tiền đây? Căng nhờ. Căng đấy. Làm sao để có thêm tiền đây ta? Để em coi ông này nó có nói, các bạn này nó nói gì không? Ui bán trượt à, thì ra các bạn này bán trượt các bạn à. Bán xe đạp kích nữa. Thế mình chạy ra cái nhà ma coi nó nói gì. Làm sao để lấy thêm đây các bạn ơi, giờ mình hết cách rồi các bạn à. Ui giời ơi, làm sao đây? Ê, cái gì trên kia kìa. Chỉ có mỗi nhiệm vụ ở đây là cái này thôi các bạn, chứ bây giờ hết thứ rồi. Kết thúc rồi, á kỳ vậy. Đây bắt cái xe buýt lẹ lên, chạy lẹ. Rồi xong luôn, mình cuốn cái dãy kia, chặn trước đầu ổng nha các bạn. Mình sẽ nhảy lên được, mình sẽ còn chặn trước đầu ổng rồi. Đây, để mình chạy lên. Chuẩn bị, ba, nhảy. Ê, đúng, rồi. Cái xe buýt này Sutunchu Samad, để mình coi. Ui, xe xịn đó, mình nhảy ra. Tóc đó. Nhảy ra, rồi. Lên cái xe chạy cho nó nhanh nha các bạn. Dí theo. Được. Bây giờ mình cần lên trên kia cơ mà. Sao kỳ vậy ta? Bây giờ làm sao làm gì có nhiệm vụ đây? Giờ khó đấy. Giờ mình khó đấy. Khó lắm.
lắm. Thử thử miễn phí cho mình mới nhận thôi. Ráng quay video, ráng coi video nha các bạn. Các bạn không cảm thấy các bạn lướt qua các bạn kiếm tiền nó mình mua đó. Hại cái con ở đó các bạn. Đây, hãy vô kiểm tra thư. Thư đâu nhờ? Level 5 kim cương. Ê, học thư này, nhưng nghìn mấy, 2000 nhớ vậy đó. Ê, cái chỗ nãy mình đứng đâu quên rồi ta. À, đằng kia rồi, để mình vô đây nè. Đâu phải vô quyển thí nè. Mình cứ cần tới 200 mới được nha các bạn. Trời tối rồi. Nhận tối 350. Đủ chưa nhờ? Em lại đứng đó coi luôn. Nhờ không có xe ác thiệt. Không có xe thì còn lâu mới lại đó kịp các bạn. Nãy mình mua cái sandwich ăn rồi. Bây giờ mình rất là no luôn. Mình chút mình ra cái bãi đá ăn này. Mình câu cá, câu cá là được không? Có bao nhiêu lận ta? Mua còn câu cá nha các bạn, cái cần này lấy 1500 đủ rồi. Mua nè, còn câu con cá các bạn, còn câu ở trong cái hồ giờ mình đến dắt cái cần rồi. Đây giờ mình sẽ ra biển thử nha các bạn. Thử coi nhớ cái chỗ nào á, mình không nhớ rõ lắm, có cái đó đó. Đây, ra con cá thử, để coi có dính được con cá gì được không. Đây. Quá. Rồi, coi có con cá nào không nha các bạn. Yêu cái bóng nhỏ đằng kia các bạn ơi. Ê, có cái bóng đằng này nè các bạn. Lại mình coi cái bóng đằng này. À không phải. Ê, nó lùm được cái con gì vậy? Sao biển các bạn à. Sẽ câu cá có được con cá gì không nha các bạn. Để xem nào. Cá ơi lên lẹ lên lẹ lên lẹ lên. Thằng kia mua thằng câu giỡn các bạn. Vậy vậy vậy. Chuẩn bị cái con đó tới là mình sẽ bấm nha các bạn. Ê trời ơi, nãy giờ mình quăng cái kia đi. Cục rồi, giờ mình sẽ
làm chung nha các bạn. Đây, con bắt được con gì không? Đây đây đây, con cá này được, con cá này được. Để coi nó ăn cái chờ. Ê trời ơi, hụt rồi. À hiểu rồi, mình mới chơi nên các bạn thông cảm nha, là mình phải khi nó cắn câu mình mới được kéo nha các bạn. Các bạn thông cảm cho mình nên mình mới chơi nên không có rõ, hiểu rõ lắm. Các bạn thông cảm. Wow, nguyên vùng biển xa quá trời. Ui, con cá này được to nè, to to, coi chừng đứt dây, đứt dây là khổ, khổ lắm. Ê trời ơi, xin lỗi, trời ơi. Mình cứ tưởng nó sẽ cắn cái phạt luôn. Mới chơi mà không hiểu lắm nha các bạn, nên mình có skin cùi á. Cái nào cũng lên ngôi lại à. Hả? Cái bóng đó các bạn, mình sẽ cố gắng bắt được một con nha các bạn. Nó chưa phát hiện ra cái cần câu sao? Nó phát hiện rồi các bạn ơi. Rồi đấy, mình lần này sẽ không. Lần thứ hai, lần thứ ba nó mới lấy. Gì đây? Ui, bảo quản nha các bạn. Rồi, bắt. Yes, mới vô được con cá vừa. Ổn đấy. Ê, không có ai câu với mình nữa. À, các bạn bên kia, các bạn này xích ra ngoài kia câu rồi. Để là zoom lại cho dễ mình thấy cái con cá nó là đây. Câu cá cũng dễ các bạn ơi, không khó. Được, mình có cái câu cá dễ không khó nha các bạn. Hắn nó phát hiện rồi đó, rồi nó chuẩn bị cắn câu. Các bạn mà quên nó sẽ đi. Cái gì đây? À, cá hồi đại tây dương. Được. À, được, quăng cần câu tiếp. Cần câu này không ra cá hiếm lắm các bạn ơi. Rồi ra con cá heo hồng là xong luôn. Là hay biết bao nhiêu. Là nhân phẩm mình cao lắm đó các bạn. Không, mấy con này như cá chép dừa thôi à. Nó chém như con cá hồi nãy á. Như con cá hồi nãy à. Ê cha, lỡ không sao, để mình qua chỗ này xui quá. Ý cái người đó con kia được kìa, thôi mình quăng tạm đây đi. Chạy đi. Wow. Để mình đứng đây rồi. Wow. Rồi. Rồi giờ để con cá nào nó tới nó ăn luôn nha các bạn. Mình nghĩ rằng được mấy con cá cùi chút vô kia mình bán nha các bạn. Giùm được 2 con rồi. Đây thêm 8 con nữa là đủ. Được. Khi nào thì nó cắn lần thứ 2, lần thứ 3 nó sẽ ăn nha các bạn. Lần thứ nhất nó chưa bao giờ đâu, nó chỉ cắn nhẹ thôi. Ê trời ơi, ấn muộn quá, nó chạy rồi. Con này nó khôn thiệt. Con nó khôn quá các bạn ơi. Cái con này nó khôn thiệt. Ê như vậy là không câu được à. Quăng. Bụp. Rồi ok. Khó quá các bạn ơi. Mình nên thấy con cá không có dễ nha các bạn. Nghĩ là khó. Khủng luôn. Nó nhấp kỳ lắm. Mình không có theo kịp nữa nha các bạn. Mình để tại thẳng rồi. Mình phải bấm bắt liền. Trời ơi. À mà có cái một cái nãy thấy bạn này được đồ nè. Thấy được cái gì vậy? À con cá được 2 con cá các bạn ơi. Rồi giờ để mình lại đây câu đi. Nãy thấy bạn này được nhiều cá lắm. Đây nè. Đứng kế bên cái bạn này quăng. Cùng đến bữa tiệc đến tiệc bể bơi. Có hai cái nó à, bạn nó xài phao con vịt các bạn à. Mình mới phao con vịt. Ê cái bạn này hay vậy, được cái gì á? Ui được cái con à. Cá xịn các bạn, không phải xịn nhất. Vừa thôi. Bây giờ mình câu dở quá. Mình mới quen nha các bạn, mình đâu còn dở lắm. Mình chưa câu hay nha các bạn, mình câu rất là dở. Ở con nhỏ cỡ đó khoảng là con sao biển. Nó chưa phát hiện à. Ê có thanh niên ở đứng ngoài bơi vô kìa các bạn ơi. Ê con cá này sao nó không lại ăn đó. Cái gì đây?
Ê mà con, ôi sao biển vua các bạn ơi, bảo hòa hán. Yes, được lắm, con này xịn rồi các bạn ơi. Hãy xem phần thưởng gì đây. Ờ thôi chút đi, để chút nha các bạn, giờ mình sẽ quăng cờ câu đó. Yes, câu là cái con mà có nó vương miệng là cái con nó xịn lắm á các bạn. Cái con vương miệng là con sao biển, nãy mình nói đúng mà. Cái con nhỏ nhỏ gì cỡ con sao biển. Con này được. Để mình cố gắng nha, lượm cái con này xịn nè các bạn. Cố gắng bắt được cái con này. Ê cha cha rồi, không sao. Mình thử lại lần nữa nha các bạn. Ui dồi ôi, nãy giờ được chừng khoảng 3 cái à các bạn ơi. Chưa ra cá xịn nào hết ta. Cá xịn như không câu ở đây các bạn ơi. Bóng này cũng vừa. À, như nó chưa thấy các bạn ơi. Nó thấy đó là cái dấu chấm than á. Ê! Để anh thử lại đi chứ. Đến góc nào dễ dễ nè. Đây đây góc này nè. Ủa rồi có con cá sư tử các bạn à. Trời ơi, cá được gì đây, cái gì đây. Ê, trời ơi, hành điểm mầm non trong tái chế. Trời ơi, được câu được cái con quái mà thấy tưởng được cái quái gì hay lắm chứ. Nhìn ra không được gì hết. Sởm ầm. Con chú này sao dởm quá ta. Không biết cái con rõ ràng nó vẫy cái đuôi luôn mà sao nãy nó ra con búp bê cũ, mình thiệt là không hiểu. Ê trời ơi. Ôi đứt, ôi bên này bạn này bị đứt dây các bạn ơi. Chắc là chúng con cá hiếm á, để mình quăng luôn. Nơi những nơi cạn vậy mà cạn. Rồi được rồi các bạn ơi. Không ra con cá hiếm như bạn nãy được là các bạn kia bên mình là các bạn được cái con cá gì á. Gì đấy, đá cá gì? Không thấy. Ừ. Được đấy, cái này mình phải cố gắng tập trung để lấy được cái con đó nha các bạn. Mong là nó sẽ cắn câu. Yeah, được rồi, yeah, là cái gì đây? Wow, được cái con cá này. Này. Con cậu. Các bạn này nãy giờ mình lượm được khoảng 5 con cá rồi các bạn ơi. Chạy 5 con nữa là mình hoàn thành nhiệm vụ nha các bạn. Đây là vô bán cá luôn. Các lấy cá xịn mình mới đem về nhà mình trưng nha các bạn. Để coi lượm được cá gì đây, con thứ 6. Ừ. Để mình quăng hết. Cái con câu này nó không tỷ lệ ra cá hiếm, rất là không bằng cái phao con vịt nha các bạn ha. Cái bạn cái bên anh Tuyết 222 á, có cái phao con vịt nữa. Ê mình canh cái này được cái gì. Ý trời ơi. Ý trời ơi. Giờ mình đi vô nha các bạn. Mình bán mới được có 5 con nè. Ây da, để mình coi. Nãy cái anh Thiện anh có chỉ mình cái gốc đá đằng này không biết đúng hay không, để mình chạy lại mình ra mình coi thử nha các bạn. Anh chạy ra đây thử không biết chỗ đó nó có ra cá hiếm không. Đâu đây nè, mình nhớ đây nè, mình nhớ khúc chỗ này nè, cái hố hình như hố này đúng rồi, đây cái đường ranh này. Wow. Ấy có tiếng ngại vật đứng dày cái này. Lên chút xíu. Rồi, quăng thử coi. Khó nhờ, con câu ở đây không có dễ nha các bạn. Ủa sao cái anh Thiện anh câu được, đứng đây anh câu được nè các bạn. Em đứng đây câu nãy giờ không được. Đây, thử lại lần nữa. Hay là sai vị trí rồi ta. Đúng cái chỗ này mà ta, cái anh đó anh chị ở chỗ này nè. Nhích xuống đây.
Mình xoay người lại. Aya đứng đứng đằng xa xa nha các bạn. Còn vô nó mới trúng. Ở được được luôn, được luôn. Hay hay hay. Mong ra cái gì to to chút đi. Mong luôn á, đừng ra cái dở nữa. Đúng cái hố mà cái anh kia chỉ mà. Mình nói đúng mà. Hình như vậy, mình nhớ vậy. Ê, tôi muốn tắm rồi. Ê, bạn nên kéo cá. Thì phải chạy về nhà rồi các bạn ơi. Rồi, để mình chạy về nhà nha các bạn. Cái bạn này bạn có nói là bạn muốn, tôi muốn tắm. À đúng rồi, cái bạn này cái bốc ra mùi ra ghê quá. Để mình chạy chạy qua cái chỗ ga, nhà ga nha các bạn. Để mình cất cần câu vô, sẽ cho nó lẹ. Kìa cái nhà ga đằng kia kìa, để mình đó mình ấy nha các bạn. Mình có ha, ít quá. Vậy sao được, nếu mà đúng cái cần câu là hết tiền. Để mình xóa này cái này ra. Rồi, lấy cái ga để mình về nhà mình tắm. Tắm cái. Người bốc mùi thấy không các bạn? Đó mình nhìn các bạn nhìn kỹ đó, thấy không cái bốc xè xè cái gì đó. Hôm qua giờ mình chơi mình không có vô nhà. Cái nhà mình có bằng cái hộp giấy các bạn à. Để mình về nhà mình nha các bạn. Đây, mình về nhà mình cái mình tắm cho nó. Đâu rồi? Đây đó cái tia vàng vàng đằng đó, đó các bạn. Ủa có nhiều pha. Ủa không phải. À để mình câu cá thử coi. Để mình câu cá thử rồi, không biết câu cá đây được không. À không được các bạn ơi, đây câu cá đây không được. Ui ngoài kia có mấy chiếc xe nhưng mà không lái đâu mấy chiếc đó chứ, ác vậy chứ các bạn. Ở nhà mình kỳ cục lắm. Còn cái hộp giấy à các bạn ơi, hãy về nhà tắm cho cái thằng nhóc này. Nhóc bụng bự nè. À không phải bụng bự nữa. Rồi nó là bụng nhỏ nha các bạn. Nó là em bé mà. Mình chọn cho nó em bé. Giờ mình vô nhà nè. Để mình đi tắm cho nó đi. Là mình không biết chỗ tắm ở đâu nữa. Mình vô đại thôi. Vô đại nhưng mà ở chỗ này không có nhà tắm. Chơi kỳ vậy. Cấp nhà xem sao. Rồi thước lắp đặt. Cái này lấy hai cái. Ê dục vô lại, vô lại. Rồi xong, mất luôn cái đồ rồi. Không còn cái gì hết. Cửa hàng nội thất coi. Giờ mình phải cần mua cái bồn tắm các bạn à. Không có cái bồn tắm làm sao mà tắm. Rồi xong rồi mình phải để cho nó thúi thôi chứ giờ. Hết cách rồi. Bác đi rồi. Bây giờ mình không tắm cho nó được. Mình muốn qua nhà người khác mình tắm cho nó thôi chứ giờ. Không được rồi. Sẵn qua câu cá luôn nha các bạn. Đây nè, mấy người xung quanh đây nè. Có nhà đó mở cửa cho mình vô không ta? À bị lóc rồi, có nhà bị lóc, có nhà không lóc nha các bạn. Đây. À vô được nhưng mà thôi vô nhà nào bự bự á. Nhà này thử coi có gì không để mình vô mình lút đồ rồi. Nó bùng 10 nhân các bạn ơi. Wow, nhà cũng được. Không có gì đâu quá thấy các bạn ơi. Không muốn biết là có ai kêu mình đi không ta. Để mình coi coi. Không biết nhà có ai không, có nhiều người không. Để mình vô. Ê như giờ có người đi qua đây làm sao á. Vui 198 luôn. Đây không biết mình làm gì được mấy cái chỗ này không nha các bạn. Không được. Không có nhà tắm mà. Chơi kỳ vậy ta. Sao không có nhà tắm ta. Các bạn có biết nhà tắm ở đâu các bạn chỉ cho mình nha các bạn. Bây giờ mình không biết nhà tắm để tắm cho cái thằng nhóc này ở đâu đây nữa nè. Em chạy là cái nhà ga đâu rồi. Cái nhà ga đâu. Như ai đằng kia kìa. Không có ai đây hết ta. Rồi. Hấp xăng no hero. Được cái này. À làm được hai cái dính. Trời ơi.
Đây nè, được 800 mấy cái mấy đô la nha các bạn, nhưng mà mình cũng chưa đủ. Để mình coi thằng nhóc này nó muốn cái gì. Nhưng mà bồn tắm ở đâu? À, ở đây nè. Nó chỉ bắt mình vô nhà. Để coi nó chạy theo nó rồi. Nó bắt mình vô nhà ở đâu nè. Chứ nhà mấy người này, mấy người mười bạn của mình không có nhà tắm nha các bạn. Chơi kỳ vậy chứ. Ở nhà tắm coi, nó không thấy, mà không thấy chữ nhà tắm các bạn à. Nên mình khó, mình không biết là nhà tắm ở đâu đây nè. Nè nhà này làm gì có nhà tắm mà đòi tắm. Về cũ. Con mình đi đi, mình qua bên kia đi. Thôi kệ cho nó thúi luôn, kệ đi. Không có ai đủ. Ê đừng có vô nữa ông nội này. Vô hoài các bạn à. Ra đi, không muốn vô đâu. Dạ, để coi. Chạy ra cái chỗ đằng này nha các bạn. Ôi có nhạc ông vịt kìa. Em chạy đây. Chắc video mình đến là kết thúc rồi. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Gặp các bạn ở video sau. Chào tạm biệt.